Dạ, kính thưa tất cả các bác, các cô chú, tất cả các anh chị là những người rất thân và rất thương của sư Trần Văn Thiên. Thật là một niềm vui rất là lớn cho bản thân thầy Trần Văn Khê cũng như là những ai yêu mến thầy khi mà buổi tối chủ nhật cuối tuần như thế này, mặc cho một cái cơn mưa hết sức là lớn làm cho rất là nhiều người trùng chân và muốn thì đã có rất là đông những người thương quý thầy Trần Văn Khê đến đây để cùng với thầy chia sẻ một trong những cái thời khắc hết sức là quan trọng của cuộc đời của mình, đó là sinh nhật 90 tuổi. Thật ra thì năm ngoái thì thầy cũng đã có một lần nói rằng là mình đã đạt được đến độ 90 rồi, thế nhưng mà năm ngoái là mừng sinh nhật tuổi ta, còn năm nay thì mới chính thức là tuổi Tây. Và người ta chỉ 90 tuổi có một lần ở trong đời thôi. Cho nên những ai mà cùng có mặt tới đây cùng với thầy Trần Văn Khê đã đem đến cho bản thân thầy cũng như là tất cả những ai có tấm lòng với thầy một cái niềm xúc động rất là lớn lao. Và đó cũng là cái tâm nguyện của những người học trò của thầy, trong đó có chị Tina Thiên Nga cùng với gia đình của mình. Và chúng tôi cũng xin được trước hết là cảm ơn tất cả các bác, các cô chú, tất cả các anh chị đã cùng đến đây và chia sẻ với thầy Trần Văn Khê một cái buổi tối rất là đặc biệt ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to a very special occasion to Professor Trần Văn Khê. You know that people just can celebrate the 90th anniversary once in our lives. So this is a very important milestone, and it is such a warm atmosphere for us all to share this special moment. So first of all, thank you very much for coming with us this evening. And to begin with, may I invite the not the host of today's celebration, but the most important person to say a few words first. Và để bắt đầu chương trình thì thầy Trần Văn Khê có nói với Quỳnh Hương là xin là đừng có cho thầy nói bắt đầu, tại vì thầy không phải là cái người đứng ra tổ chức cái cuộc lễ này. Quỳnh Hương nói thầy đừng lo, con nói trước rồi, con nói chừng ba câu thôi là con sẽ mời thầy nói. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật là ấm áp để cùng lắng nghe nhân vật đặc biệt của chúng ta cùng phát biểu ạ. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa các bạn thân mến, tất cả các bạn thanh niên lớn nhỏ, thì thật ra hôm nay tôi không ngờ mà có một cái buổi gặp gỡ long trọng như thế này, là bởi vì Thiên Nga nói với tôi, nói rằng người đời có một lần 90 tuổi, nhưng mà thầy năm nay là 90 tuổi Tây, mà con là học trò của thầy và con cũng muốn có làm một cái gì để đặng cho thầy gặp gỡ những bạn bè thân mật để mà vui một bữa này, bởi vì thầy nhất định thầy không có tổ chức cái ngày lễ của thầy. Và tôi không ngờ đến đây mà gặp như thế này thì thật ra tôi rất vui, là bởi vì vui là thấy cái tình của học trò đối với mình, và vui nhất là thấy tất cả cái tình của những người bạn xa gần khi nghe nói cái ngày thật sinh nhật của tôi, thì mặc dù trời mưa cũng tới đây. Mà tôi có cái duyên với Quỳnh Hương là năm ngoái Quỳnh Hương cũng giới thiệu chương trình, và năm nay cũng là cũng Quỳnh Hương. Sau khi đi Thái Lan về, công chuyện rất từ sáng tới bây giờ chưa có rảnh, mà chạy cũng vẫn chạy tới đây. Thì cảm ơn Quỳnh Hương đã mở mời lời cho thầy. Thì hôm nay tôi xin có cái là không biết cái chương trình nó thế nào nữa. Thật ra chương trình nghệ thuật tôi cũng không biết, đó là do Thiên Nga tổ chức. Là chuyện đó, đó thì chuyện nữa lúc lắc. Tôi hôm nay là mặc dù là cái sinh nhật của tôi, nhưng mà mấy cháu đặt đâu tôi ngồi đó. Mà tôi yêu nhất hôm nay là có một người bạn trí thân là anh nhạc sư Nguyễn Bảo. Tôi biết bạn tôi đang mệt, đang không có được khỏe, đã viết thơ nói với tôi chúc mừng tôi mà tiếc quá không đi được. Nhưng mà cuối cùng mặc dù vậy không thể chịu được, cho nên cũng dẫn tới đây. Hết sức cảm ơn bạn, bạn Vinh Bảo ơi, anh em mình gặp nhau như thế này thiệt là quý, là bởi vì hôm nay có cái dịp để anh em mình gặp nhau lại. Nhiều lần đã nhiều lần lắm, nhưng mà hôm nay gặp lại để cho các bạn tất cả các nơi biết rằng cái tình anh em mình
trước sau như một mà lúc nào cũng là gắn bó với nhau, bởi vì chúng ta cùng chung một chí hướng, tức là phụng sự âm nhạc dân tộc Việt Nam. And distinguished guest today, my dear friends, and I'm very happy to be here today. I didn't expect to have such a great birthday dinner and party, because Thiên An, was my pupil, told me that for my 90th anniversary birthday, she would like to organize a meeting, a very informal meeting with my students, with my friends, with my every person who wants to like to meet me and to share with me the pleasure to be here in this world, and to have accomplished something that we like in best in the world. And so I am very happy to be able today to see that in spite of many difficulties, I succeed and I have quite a good achievements in music throughout my life. And today, I don't know what is going to be the program. And according to Thanh Nga and our Quỳnh Hương, will introduce different things, and I shall obey them, because I don't know what is the program. If people want me to play, to sing, I'm trying to do, because since a long time, because I am suffering from arthritis, and I didn't play since 5 or 6 years, but today exceptionally maybe I'm trying to play, especially with my friends Binh Bao, and so it is not possible. We have played together since a long time, not only here but in France, in the United States, and we have the pleasure to be here today. Thank you very much for coming, and I would like to give the floor to Quỳnh Hương. Thank you. Và chúng ta đang ở vào tuần lễ cuối cùng của tháng 7. Một người bạn nhỏ của thầy Khê và người bạn lớn của chúng ta là cô Tôn Nữ Hỷ Hương. Cô có một cái bài thơ để viết tặng cho thầy được mang tên là Tháng 7 Mùa Hoa. Và bây giờ thì con xin được kính mời cô Hỷ Hương sẽ bước lên để đọc tặng thầy bài thơ Tháng 7 Mùa Hoa. So this is now to begin with the poem composed by a little friend of Professor Trần Văn Khê, but great one of us. So Miss Tôn Nữ Hỷ Hương. Dạ, trước hết tại vì Thiên Nga có nói là cô nên nói vài lời chứ không phải đọc bài thơ, phải nói tại sao mà có bài thơ. Thiên Nga là bảo là Hỷ Hương phải nói qua cái tình của huyến mùa của Hỷ Hương với là anh Khê. Kính thưa quý anh chị và các bạn thân mến, theo lời đề nghị của chủ nhân tài nữ Thiên Nga, Hỷ Hương không thể từ chối mà mùi lên đây kính gửi đến quý vị đôi lời tâm sự chân tình. Với Trần Văn Khê hiền huynh là người ăn kết nghĩa với Hỷ Hương gần nửa thế kỷ nay. Một thời gian khá dài qua bao biến đổi thăng trầm của thế cuộc, hai anh em vẫn bình tâm giữ được niềm vui với thơ nhạc. Năm 1990, Hỷ Hương tổ chức lễ thọ 70 cho Trần huynh tại Thùy Hương Trang, có sự tham gia của thi đàn Quỳnh Giao và một số thi hữu, rất đông vui và ấm cúng. Rồi tiếp theo lễ thọ 80, sinh nhật 85. Ngoài ra khoảng thời gian này, bao nhiêu buổi họp thơ, mỗi lần Trần huynh về, có dịp về nước thì lúc nào cũng đông vui và đầm tình thân ái. Có điều đặc biệt là hai anh em cùng chung một tháng sinh, Hỷ Hương mùng 8 tháng 7, Trần huynh 24 tháng 7. Kỷ niệm sinh nhật, các bạn lấy đề tài là Tháng 7 Mùa Hoa. Năm 1989, Hỷ Hương có làm bài thơ Một Chữ Tình. Anh em mình chung một tháng sinh,
chung bời chung loài nghệ sĩ vốn đa tình. Tình cùng thơ nhạc say ngâm hứng, tình với non sông đẹp bóng hình. Tình trại mênh mông trên đất khách, tình gieo êm ái giữa trời khánh. Tình người vẫn khắc trong tâm khảm, gom lại chung quy một chữ tình. Và Trần Huynh đã hòa lại như thế này, lại một chữ tình. Mừng biết rằng em chung tháng sinh, chung hồn nhảy cạp một loài tình. Cùng say thưởng thức từng câu nhạc, cùng thích mân mê một tấm hình. Cùng đời ghi cho câu hát ngọt, cùng trong gửi tặng dòng ngâm thanh. Cùng mong người Việt quên thù hận, chỉ biết cho nhau một chút tình. Năm 2008, nhà thơ Thu Mai đứng ra tổ chức tại nhà hàng Quán Tre mừng sinh nhật Trần Huynh và Hỷ Khương. Có cả trăm người tham dự, rất nồng ấm và đồng tình thơ nhạc. Tối 22 tháng 7 vừa qua, cách đây một hôm. Tối 22 tháng 7 vừa qua, Hỷ Khương đến chơi với Trần Huynh, tình cờ gặp ca sĩ Bạch Yến, vợ của giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải, là người dâu cưng của Trần Huynh. Bạch Yến đến từ Dạ để mai về lại Pháp, và Bạch Yến cũng là chỗ thất tình với Hỷ Khương, nên Hỷ Khương mời ở lại chơi. Dịp này Hỷ Khương có đặt một ổ bánh sinh nhật cho nàng bốn câu thơ rất đẹp. Hiền Huynh ơi, tháng 7 mùa hoa đẹp tuyệt vời, vẫn cười, vẫn nói, vẫn vui tươi, vẫn thơ hòa nhạc say vần điều, vẫn ấm tình thương ngát vì đời. Hiền Huynh vô cùng xúc động, nên chỉ sau mấy phút đã hòa vần như thế này. Chỉ có mấy phút thôi, 2-3 phút là hòa vần lại liền. Hiền Mùi ơi, tình thương Huynh mùi đẹp cao vời, biển càng non mòn vẫn thắm tươi. Tiếng nhạc hòa thơ dân điệp khúc, cung đàn cùng đem cái đẹp hiến cho đời. Chúng ta thử nghĩ xem, thật hiếm thấy một người tuổi đời đến vậy mà tinh anh đến như thế. Hỷ Khương quá xúc động và bái phục nên đã thảo mấy vần. Nhớ mới ngày nào thọ 70, 20 năm thoáng chốc qua rồi. Tạ ơn trời Phật còn minh mẫn để đón mừng sinh nhật 90. Xin cảm ơn cô Tôn Nữ Hỷ Khương. Ôi. Cảm ơn cô. Dạ thưa, và trong phần nói mở lời của mình thì thầy Trần Văn Khê cũng có nhắc đến người bạn lâu năm, đó là nhạc sĩ Vĩnh Bảo. Và ngay bây giờ thì con mời bác Vĩnh Bảo sẽ cùng với thầy sẽ cùng song tấu đàn tranh một cái bài với như là hai người bạn tri kỷ với nhau ạ. And this is now the... This is now the improvisation on zither playing with the two old friends, Mr. Vĩnh Bảo and Professor Trần Văn Khê. Ladies and gentlemen, may I at the outset thank you for coming tonight to celebrate the anniversary of Trần Văn Khê, my dear friend. In despite of my health, I tried my best to come here to share with him the happiness, because Trần Văn Khê, he is 90 years old, and me, I am 94 years old. You know, art is long, but life is very short, and we have not enough opportunity to share together the music. And this is the opportunity that I feel very happy. Thank you very much. Dạ vâng.
Quá tình như nhạc sĩ Vĩnh Bảo vừa chia sẻ, nghệ thuật thì vĩnh cửu mà cuộc sống thì hữu hạn. Cho nên là bây giờ hai người bạn, một người 90 tuổi, một người 94 tuổi sẽ cùng nhau biểu diễn đàn tranh để thể hiện, để lồng cái hữu hạn vào trong cái vô hạn của cuộc sống này. Giáo sư Trần Văn Khê đã từng nói rằng là 5-6 năm nay ông không có chơi đàn nữa, do lớn tuổi rồi thì cái khớp tay nó đã cử động, nó còn không có theo ý muốn. Nhưng trong những cái dịp hết sức là đặc biệt thì ông cũng sẽ chơi cho những bạn tri kỷ, bạn tâm giao của mình. Và đây là một trong những dịp hiếm hoi mà chúng ta sẽ cùng được nghe giáo sư Trần Văn Khê cùng thể hiện ngón đàn của mình. Mà đặc biệt hơn nữa, nó lại được thể hiện trên một tinh thần đầy ngẫu hứng cùng với người bạn tri kỷ là nhạc sĩ Vĩnh Bảo. Tranh thủ trong lúc là thầy Vĩnh Bảo đang lên dây thì Tina cũng xin cáo lỗi là vì hôm nay mưa quá, chứ nếu không mưa mình ngồi phía ngoài đây và hai bên thì rất là mát mẻ và thoải mái nữa. Thì Tina, I'm apologize for because it's rain so heavy, so we try to pack the people in here, otherwise we can sit out there, so yeah, feel a lot better. And tonight, yeah, like I'm so special because he's 94 years old. And this morning he called me up and he said, oh no, I'm not feel healthy, so maybe I cannot attend today. But like 30 minutes later he called back and he said, I will go. Yeah, Tina xin nói vài lời là thầy Vĩnh Bảo rất là dễ thương. Mới đầu á, thầy nhận lời đi, xong rồi thầy yếu quá, không chịu nổi, thầy lại gọi lại Tina, nói con ơi, chắc là bác không đi được rồi. Mặc dù đã gửi email cho thầy Khê tâm sự rồi xin lỗi là tôi chắc không qua được với anh này nè, nhưng mà sau đó 30 phút gọi lại nói là thầy sẽ đi và có cảm ơn chị con gái đã đưa thầy qua. Bữa nay mình được một người 94 tuổi chơi đàn với một người 90 tuổi. Dạ. Xin cảm ơn. Và nhân nói về chuyện email thì nếu mà quý vị có được dịp ngắm thầy Trần Văn Khê trong một ngày làm việc bình thường, quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi cụ ông 90 tuổi vẫn rất là đỉnh đạt ngồi lướt web và check email, chat với học trò một cách rất là điệu nghệ. Dĩ nhiên phông chữ phải lớn hơn chút xíu thì mới đọc được. When you talk about mentioning the email communication between the two old friends, you would be very amazed to witness the old Professor Trần Văn Khê surf the web every day, check emails professionally, and chat with his students via Google Mail and Yahoo.
Thứ nhất cái đời này cũng phải cái đời của tôi, cũng như là mình cưỡi ngựa mà cũng phải con ngựa của mình. Cái thứ nhì nữa là cái dây đó là cứng, cái tay tôi thì yếu, thế nhưng mà hôm nay dẫu yếu cũng chạy theo bạn tôi, mà cái bạn này đó
bạn nhìn báo với tôi đặt ghi âm tại ở tại Paris cho hãng Okora, tức là Office, tức là Cooperation Radiophonique. Và sau khi thâu thanh rồi cũng có thâu ba bản lâu Lưu Bình Kim rồi nhiều bản khác, thì ông Jacques Duvel là cái người chịu trách nhiệm, chẳng những là trả tiền thù lao rồi, sau khi trả tiền thù lao rồi ký thêm cái sách nữa, nói cái này là tôi xin cảm ơn người nghệ sĩ đã cho tôi cái thú vị thưởng thức âm nhạc thật sự trong khi ghi âm để làm dĩa. Thì đây là kỷ niệm của hai anh em tôi. I would like to say that since a long time I have not played because my arthritis, and this musical instrument is not mine, and so it is exactly when I want to ride a horse and the horse is not mine and I want to drive, and in spite of all I'm trying to follow my friends to play together, and we have recorded those pieces in Paris for the opera. It is the series of records office for the radio station, friends of radio station. And Mr. Charles Duvel, who was responsible for the recording, after recording, he has paid the fees, for the artist. But after that, he signed another check, and another check, and to give to, especially to Professor Winbau, stating it is just to show that how much I was happy, and is to thank the artist who has given me the pleasure of enjoying really good traditional music, and why that you are playing for the recording. I am enjoying music and forgot that is the time. And so it is a souvenir of my Winbau and myself. And after that, this record was produced in the CD in 1994. And it was the record what people have bought the most. And so the magazine Diapason, specializing in telling the people how many records they have sold and so on. And this record was the most sold in the 1994, and we have received the title of Diapason d'Or by the Professor Winbau and myself. And that is a souvenir from our playing Vietnamese traditional music in Paris, and today we are playing in Vietnam. And would I say that I don't know, I'm not sure that he is the best, because maybe there are another one. But my ear have not yet listened to any better playing than my friend Winbau. And when he plays, he does not play with fingers. He does not play with his ear and his fingers. He's playing with his heart. And all the time, and so it would like to let him play alone in sorrow, such as to allow you to enjoy really good music. And for me, he is the best musician in Vietnam tonight, today, and and for the now a day. As you have heard, Vietnamese music, traditional music, is almost similar to the jazz music, to the American jazz. Listening to a recital, Vietnamese music, Vietnamese listeners are not listening to a composition, but to the rendering of music by such and such musician. In the orchestra, musicians must follow the time tempo of the piece, but he is fan free to bring his personal improvisation, provided he does not step out of the frame of the melody. Thank you. Xin
cảm ơn phần biểu diễn của nhạc sĩ Vĩnh Bảo rất nhiều. Và cũng phải nói thêm rằng là chính giáo sư Trần Văn Khê cùng những người bạn cùng thời của mình như nhạc sĩ Vĩnh Bảo đã truyền rất là nhiều qua các thế hệ học trò chúng tôi về một tình yêu và bảo tồn và vốn truyền thống, âm nhạc truyền thống dân tộc. Và điều đó đã được thể hiện bằng rất là nhiều những tình yêu của thầy cũng như là tất cả các người bạn cao niên của thầy. Xin được một cảm ơn một lần nữa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một phần của âm nhạc hiện đại một chút. Dạ, và bây giờ thì nhạc sĩ Vĩnh Bảo sẽ tiếp tục thể hiện đến chúng ta một cái bài mà bác rất là ưng ý. Như vậy là chúng ta một lần nữa khẳng định sắc đẹp phụ nữ lúc nào cũng lợi hại đúng không ạ? So, hãy con tiếp tục. We are listening to an introduction from the Central of Vietnam Music. Thank you.
I'm going to try to play the Singapore tune, a short improvisation. Trong buổi tối ngày hôm nay còn có rất là nhiều những người bạn, và chắc chắn là trong một dịp khác thì chúng ta sẽ có những cái dịp để nghe thêm những cái bài khác của nhạc sĩ Vĩnh Bảo. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần biểu diễn của nhạc sĩ Miên Đức Thắng cùng với một bài hát của anh. Xin được mời nhạc sĩ Miên Đức Thắng ạ. And this is now the performance of Miên Đức Thắng, composer. Thầy Trần Văn Khê thì tôi không có học với thầy, nhưng mà tôi là bạn Vĩnh Minh, là con của thầy. Thầy đứng về mặt nào đó tôi giống như là con cháu trong nhà thôi. Nhưng mà về hoạt động âm nhạc thì có đã thời gian rất lâu, từ sau 1975 thì tôi làm báo, tôi viết nhạc và cũng có hoạt động văn nghệ, cho nên lại có dịp được gặp thầy rất là nhiều. Còn điều là không hiểu sao tôi cũng được có cái duyên để học thêm những cái cổ nhạc, cho nên nói vậy đúng là thiệt thôi. Nghe thầy Vĩnh Bảo đàn và thầy Trần Văn Khê nói chuyện thì thật sự không ai thoát được cái âm nhạc của Việt Nam cả. Nhưng mà có lẽ thế hệ sau này thì như là cũng tiếp cận không còn được nhiều, cho nên cái âm nhạc truyền thống của các thầy cũng mất đi rất là nhiều. Tôi cũng vừa mới ở gần nửa năm ở bên Đức, thành thử hôm nay về cái dòng nhạc cũng có ấy. Nhưng mà thầy 90 tuổi, con xin hát một bài. Bài này tôi viết có tựa đề là Mai Kia Lòng Đổ Lường. Tôi nghĩ tới bây giờ cũng không biết có tuổi, là đang là trung niên, cũng gần 70 thôi, cho nên lại nghĩ tới sức khỏe. Thế thì tôi nghĩ là để có sức khỏe, trước hết mình phải thương mình tha thứ cho mình, thì tôi gọi là Mai Kia Lòng Đổ Lường. This is now a song composed and played by Miên Đức Thắng. I don't know exactly how to translate the title of the song into English. Mai Kia Lòng Đổ Lường. It means that someday when you pass away, but pass away in a peaceful way. And he said that now he is a little aged, almost 70. Now he think a lot about the limitation of the time. And if one day, sooner or later, you have to
pass away. You have to think of yourself. You have to love yourself first. À, tôi muốn hát không có nhạc, rồi đáng nhạc sao? Mai kia lòng đò lường chạy về những bến sông, mai kia lòng đò lường thu về chốn hư không. Một đời ai tìm ai quanh có màu chiến trận, một đời không tìm ai bao ta cứ vây quanh, một đời không tìm ai sông chết cứ mong manh. Mai kia lòng đồ lường đặt nuôi ấm mẹ lành, cứ như lòng đồ lường đất đá năm mồ xanh. Mai kia lòng đồ lường chạy về những bến sông, mai kia lòng đồ lường thu về chốn hư không. Một đời ai tìm ai quanh có màu chiến trận, một đời không tìm ai bao tố cứ vây quanh, một đời không tìm ai sông chết cứ mong manh. Mai kia lòng đồ lường đất nuôi ấm mẹ lành, cứ như lòng đồ lường đất đá năm mồ xanh. Mai kia lòng đồ lường chạy về cõi mênh mông, hôm nay lòng đồ lường ngồi lại trên bến sông nhẹ nhàng. Tôi cảm ơn hát về điện thoại. Xin cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Đức Thắng rất là nhiều. Dạ, và bây giờ thì xin được kính mời bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái. Xin mời hai anh. Dạ, sẽ lên có đôi lời chúc thọ thầy. Quý vị cũng biết rằng bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái, Bình Hương cũng không biết là xưng hô sao cho phải giữa anh với chú. Thôi thì coi như là đang đại diện cho gia đình. Thì xin được mời hai vị, không phải chỉ giới hạn trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình là bác sĩ hay là kiến trúc sư, hai vị còn là những người làm hoạt động văn hóa nghệ thuật hết sức là có cá tính. Xin được kính mời hai vị có đôi lời phát biểu ạ. Chúng tôi xin đại diện vừa gia đình vừa đồng thời là một cái thế hệ tiếp theo. Vì năm nay bọn tôi là tôi đã 73 rồi, ngọc với những 741, nghĩa là trên 70 rồi, là thế hệ tiếp nối. Nhưng mà cái may mắn bọn tôi là trong thời gian tranh đấu sinh viên Sài Gòn hoặc là đi ra nước ngoài thì gần như cũng theo vết chân, không kêu chú Khê hay bác Khê gì hết mà kêu anh Khê để cho anh trẻ. Thì gặp ở Canada, rồi sau đó là Pháp, rồi về Việt Nam, nhưng cuối cùng là
chúng tôi cũng quay về đất nước hết. Thì nhân dịp này chúng tôi nhắc lại là cái gieo rắc về âm nhạc của anh Khê đó đã đi khắp thế giới và qua rất nhiều thế hệ, đến nỗi bây giờ thế hệ nhỏ chút nữa cũng có rồi, 7-8 tuổi cũng bắt đầu nghe tới thầy Khê. Nhất là khi mà anh Khê đã về Việt, đặc biệt là ở Canada, thì chúng tôi thấy là Như Thiên Nga là một cái đứa học trò do dẫn dắt thầy dẫn dắt và đã lập ra một đoàn lạc Việt rất lớn ở bên Canada, rồi sau đó qua Mỹ, rồi cuối cùng thì bây giờ cũng quay lại về đất nước. Anh Ngọc nói tiếp theo cái thế hệ này. Tôi xin một chút xíu là về cái hôm tụi tôi ở Canada đó, mà anh hai Trần Văn Khê, tại sao bây giờ cứ kêu anh hai, là vì những cái năm đó anh hai qua Canada và hát nhạc dân tộc, anh dạy hướng dẫn cho cái đoàn lạc Việt của Thiên Nga, và rất nhiều bà con Việt Nam mình, người lớn tuổi, nghe nói thầy Khê tới một cái là vây quanh, xa mấy cũng tìm tới để nghe cho được. Và nghe được rồi thì lúc đó, hồi đó anh hai còn trẻ, anh hai biểu kêu ta bằng anh hai để cho ta đỡ nhớ nhà, đừng kêu anh Khê nữa, nhớ không? Dặn em phải kêu anh là anh hai để cho anh đỡ nhớ nhà, đỡ nhớ Việt Nam. Và khi cái chương trình của anh hai và cái đoàn lạc Việt của Nga diễn xong thì bà con ở Canada khóc và chạy lên ôm. Chưa bao giờ trong đời ở nước ngoài được nghe như thế này, và không bao giờ quên, không thể nào quên được anh hai ơi. Họ nói và họ khóc, họ ôm, khóc vì mừng. Hôm nay anh hai 90 tuổi, chúng tôi xin chúc anh hai trên 100 tuổi để tiếp tục và tiếp tục đi vào lòng dân tộc cho giới trẻ con em chúng ta. Xin mời anh Đỗ Hồng Ngọc. Tôi thì khác một chút. Tôi với lại chú Khê thì chú Khê là bạn thời thuở nhỏ với lại ông cậu của tôi, là ông Nguyễn Vũ Ý đó. Thành ra đối với chú Khê thì tôi là một chú, và sau tôi cũng là bạn với lại Hải, là con của chú Khê, cũng thân tình từ xưa đến nay. Thực ra thì đối với tôi đó, thì chú Khê 91 tuổi chứ không phải 90, là bởi vì chú Khê là tính tuổi ta không à. Và chú Khê là cái người hiện nay đang rất là ủng hộ cái chuyện thai giáo, tức là giáo dục đứa nhỏ từ trong bụng mẹ đó. Tức là trong lúc 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ mới là cái quyết định về tương lai. Cho nên đó chính là cái thời điểm mà phải tính cái tuổi đó. Cho nên là 91 tuổi. Và hy vọng là chú cũng còn sống lâu, sống dài dài. Có điều thế này, có điều là chú tôi cũng có coi như là cố vấn đôi khi về sức khỏe cho chú. Rồi có lần chú bị bệnh tim cũng khá nặng, nằm nhà thương. Sau đó có được mời đi Hà Nội dự một cái hội nghị cùng với cô Ý Khương đây. Thì bác sĩ nào cũng bảo là đừng đi. Thì chú kêu tôi tới. Thì tôi xem tình hình thì tôi nói thôi chú nên đi. Chú đi. Thế là ông đi dự cái hội nghị đó về. Ông nói là may quá cháu nói cho chú phải đi, chứ nếu mà chú ở đây lại chắc chú chết rồi. Tức là cái chuyến đi đó là chuyến đi rất là nghệ thuật. Và nếu mà bỏ cái dịp đó thì tiếc lắm. Vừa rồi chú Khê có dặn là không có được tặng quà. Tôi có làm mấy câu thơ thẩn thôi để tặng chú chơi kỷ niệm 91 tuổi. Chú còn nhớ cái đó mà. Thế này đi. 91 tuổi chẳng là bao. Phải không chú? 91 tuổi chẳng là bao. Rồi vẫn đắm, vẫn say, vẫn tự trào. Phân nửa phần trên đầy sống động, nửa phần bên dưới có hư hao. chưa hết. Hư hao mà cũng chẳng làm sao. Bệnh tật thân quen tự thuở nào, trí tuệ vẫn không ngừng sáng tạo, xe lăn vun vút chính tầng cao. À, như vậy. Nhưng mà phải nói thêm một chút, chứ không thì nó không có lý. Bởi vì cái người mà làm cho tôi làm được câu đó đó thì chính là cô Tường Vân ở đây. Cô dược sĩ Tường Vân là bạn gọi là lão hữu với lại chú Khê. Thì thỉnh thoảng tôi điện cho cô Tường Vân bên Tây hỏi thăm sức khỏe chú Khê. Thì cô Tường Vân nói rất là thật thà. Cô dân Phan Thiết bữa nay 94, 95 tuổi gì rồi nhưng mà còn 92 hả? Nhưng mà vẫn còn là xiết mía ngon lành.
răng rất tốt, tốt bởi tại sao cô nói là tại vì hồi đó giờ là ăn cá mà ăn luôn xương đó, cho nên rất là khỏe về răng về xương. Thì chú cô Tượng Vân nói là chú Khê lạ lắm, đầu óc rất là sáng suốt, trí nhớ tuyệt vời, nói năng tuyệt vời, ăn uống thì cái bụng ngon lành, tức là nó tóm lại là từ cái bụng trở lên thì tốt, còn ở bên dưới thì hai cái chân đi không được nữa là phải đi xe lăn, tức là từ bụng trở xuống thì hết xài đó. Nói vậy xin chào tất cả quý vị. Xin được trân trọng cảm ơn kiến trúc sư Nguyễn Hữu Thái cùng với người bạn đời của mình là cô Tuyết Hoa. Xin được cảm ơn anh bác sĩ Đồ Hồng Ngọc. So, may I briefly translate what the our guest just shared. Nguyễn Hữu Thái and his wife just shared us the memories of the visit of Professor Trần Văn Khê to Canada, to the Vietnamese overseas over there, and when they listen to the music he and King Nga plays, they cried a lot when they think of the homeland. And Dr. Đỗ Hồng Ngọc, he, in spite of a doctor, he's so cute as, how can I say that, he's very lively in his life, and he just written some poems to Professor Trần Văn Khê. He said that 90 years old, what does it mean? Nothing. Because the upper part is still very lively, no matter the lower part. Don't worry, because he can go upper and upper, no matter 90 or any other. So this is now the our pleasure to introduce to you the honorable guest from the diplomatic agencies. Thưa quý vị, và bây giờ thì chúng tôi cũng rất là vinh hạnh được giới thiệu đến quý vị về các vị khách quý của chúng tôi đến từ các ngoại giao đoàn. Trong một buổi tối thân mật như thế này, chúng tôi rất là vui mừng được đón tiếp sự hiện diện của ba vị tổng lãnh sự của ba quốc gia. Trước hết thì cho phép chúng tôi xin được kính mời tổng lãnh sự của Singapore. Là chúng tôi giới thiệu theo cái thứ tự của các vị đến trước và đến sau, chứ như vậy đi cho nó vui vẻ. We would like to invite the Consul General's present here today, tonight, to share a few words to Professor Trần Văn Khê. And may I invite them in order of coming sooner or later. First of all, may I invite Mr. Hong Kok Chien, the Consul General of Singapore, to Ho Chi Minh City. Trước hết thì xin được kính mời Tổng lãnh sự Singapore, ông Hong Kok Chien. Hello everybody. I've not been in Vietnam very long, but I've been told that Dr. Khe is a very distinguished musician. His contribution to Vietnamese traditional music is legendary. And when I was invited to his 90th birthday, I was very happy, so I came. And when I met him just now, I conveyed my greetings, and I told him that I hope that we would get to celebrate his 100th birthday at some point. Okay. All right. Vâng, thưa quý vị, Tổng lãnh sự Singapore có bảo rằng là ông tuy rằng đến Việt Nam chưa có lâu, nhưng cũng đã kịp nghe tất cả mọi người xung quanh mình nói về một người nhạc sĩ, một cái nhà hoạt động âm nhạc rất là đặc biệt, rất là tài hoa. Có thể nói rằng những đóng góp âm nhạc của ông được liệt vào hàng huyền thoại đối với lịch sử âm nhạc Việt Nam. Và khi ông đến đây, cho nên khi được mời thì nhất định là ông phải thu xếp bằng mọi giá để đến dự. Khi ông đến đây thì ông có nói lời chào với thầy Khê và nói rằng là mong rằng là sẽ được đến dự cái buổi tiệc mừng sinh nhật 100 tuổi của giáo sư Khê để còn tiếp tục chia sẻ niềm vui và mong cho thầy Khê được cống hiến nhiều hơn nữa. Thank you very much, Mr. Hong Kok Chien. And now this is my pleasure to invite Mr. Bambang Charsanto, the Consul General of Indonesia, to Ho Chi Minh City. Và bây giờ xin được kính mời Tổng lãnh sự Indonesia tại thành phố Ho Chi Minh. Ladies and gentlemen, good evening. I just arrived 11 months ago in this country, beautiful country of Vietnam. I just learned a lot about Vietnam since music
is universal language. And the professor, the Tan Phan Khe, is give coloring music on the world, not only Vietnam. So I dedicated my time where everyone in the Sunday evening just sleeping. I came to give tribute to Professor K in the join the celebration of 90 years birthday. Yeah. Thank you very much. Yeah. Thưa quý vị, Tổng lãnh sự Indonesia đã có chia sẻ rằng ông chỉ đến Việt Nam có 11 tháng thôi và đã kịp tìm hiểu rất là nhiều về đất nước xinh đẹp này, trong đó có âm nhạc. Bởi vì ông hiểu rằng là âm nhạc là một tiếng nói toàn cầu, không có giới hạn về ngôn ngữ cũng như là về biên giới. Và ông biết rằng là nhạc sĩ Trần Văn Khê là người đã tô điểm thêm màu sắc cho rất là nhiều âm nhạc của nhiều quốc gia, chứ không chỉ riêng là âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Cho nên buổi tối Chủ nhật như thế này, thay vì một cái buổi tối mưa ở nhà nằm ngủ, thì ông lại đến đây và rất vui khi được chia sẻ những cái hồi ức cùng với mọi người. Và chúc cho thầy tuổi 90 thật là khỏe mạnh và vui vẻ. Và tiếp theo đây thì cho phép chúng tôi xin được kính mời Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Hồng Ân. Xin được kính mời ông cũng Lê Thành Ân. Dạ, mình xin lỗi. Ông Lê Thành Ân sẽ có đôi lời chia sẻ. Dạ, kính thưa thầy Khê. Kính thưa Tổng lãnh sự ở Indonesia, Singapore. Kính thưa khách quý và mấy anh chị em, lần đầu tôi cũng qua đây, qua nước Việt Nam cũng 11 tháng như hai tổng lãnh sự Indonesia với Singapore. Thì cái lần đầu tiên mà tôi có cái cơ hội để gặp thầy Khê là cũng trong 1-2 tháng sau khi tôi đến đây. Thì ở bên hải ngoại á, thì nghe tiếng của thầy rất là nhiều, nhưng không có cái cơ hội để gặp thầy. Nên chỉ cái buổi mà văn nghệ mà thầy mời cháu với bà xã của cháu Tâm á, thì cháu nói cách nào cháu cũng đến để nghe cái buổi trình diễn của thầy. Thì tụi cháu lại đó thì tụi cháu cũng phải nói là cái buổi đó là như là có chừng 1-2 tiếng đồng hồ thôi, là thầy sẽ chừng 1 tiếng mấy vậy thôi. Mà lúc đó là cũng gần 11 giờ mấy mà thầy cũng còn vui tươi. Thì mình thấy thầy đó là như một cái đam mê cái văn nghệ. Thì mình nói là cái người này là đúng là mình kêu là không biết tiếng Việt là sao, nhưng mình kêu là living national treasure. Thì đúng là vậy. Thì trong gần như 1 năm nay thì mỗi kỳ mà tôi đi có cháu mà đi có cơ hội mà gặp chính quyền ở đây á, thì cháu cũng lúc nào cũng nhắc lại là phải tìm cái cách nào mà tiếp tục cái âm nhạc của thầy, để mình phải làm sao mình thâu, mình làm cách nào mình giữ đó cho cái thế hệ sau này. Tại mà khi mà thầy mà có qua đời rồi đó thì mình cũng phải có cái đó để giữ lại. Tại cái đó là một cái kêu là national treasure của người ta. Thì thôi vậy thì thôi, cháu cũng chúc mừng tuổi thầy được 90 tuổi trẻ, được nhiều mạnh khỏe, ăn vui, tình dưỡng. Yeah. Sẵn đây thì cũng có một cái quà, cái không có giá trị gì hết, nhưng mà cái này là cũng của tòa bài đốc, ông của Tổng thống Obama. Tôi sẽ tặng cho thầy. Cảm ơn, cảm ơn sự Lê Thành Ân. Dạ, và thưa cái từ hồi nãy mà Tổng lãnh sự nói ra là
một báu vật sống của quốc gia. Và nếu mà nói đúng, cũng lại nói theo tổng lãnh sự đó là chúc 90 tuổi trẻ, thì bây giờ mình sẽ đổi khái niệm, thay vì nói là thầy năm nay là 90 years young. From now on, just say you are 90 years young. Okay. Và nếu mà nói về cái sự hấp dẫn của thầy trong cái lúc mà truyền bá những cái âm nhạc cổ truyền, âm nhạc dân tộc Việt Nam đến cho các thế hệ đó, thì có thể nói rằng là chưa có ai được vượt qua thầy hết. Gọi là một cái irresistible charm, mà gọi là born luôn. Cho nên là phải nói rằng là các phụ nữ ngay sau bây giờ sẽ hân hạnh được chia sẻ với quý vị điều đó. Bởi vì hơn là những con người bình thường, thì các phụ nữ xinh đẹp của chúng ta lại có một cái trực giác bẩm sinh để có thể chia sẻ về cái niềm đam mê của thầy, cũng như là về cái sự cống hiến của thầy, cái sức quyến rũ của thầy khi mà làm cho người nghe phải nghe và chia sẻ và cảm thụ được cái hay cái đẹp của âm nhạc dân tộc Việt Nam. Xin được kính mời cô Tôn Nữ Thị Ninh, cô Phương Thiện và anh Huy đến từ Mỹ cũng sẽ lên có đôi lời để chia sẻ và chúc thọ thầy ạ. Xin mời cô Ninh. Dạ em xin mời chị Ninh. Tôi xin phép không nói dài vì thực sự tất cả tình cảm mà chúng ta dành cho bác và sự nghiệp của bác thì mọi người đã nhìn thấy rồi. Chỉ có là trong cái nghiệp ngoại giao của tôi xin phép bắt đầu bằng cái tình cảm của riêng tôi, thì nói thật là trong một chút những cái đóng góp của tôi cho cái truyền bá văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, thì trên thực tế là có cái đóng góp rất lớn của bác Khê khi mà bác Khê sang Bruxelles để giới thiệu về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Và tôi cũng mời bác Khê nói về ẩm thực Việt Nam, mà bác nói hấp dẫn như là nói về âm nhạc. Cho nên để nói là bác còn có một cái tài mà là nói là hùng biện á, phải nói là vô song. Về âm nhạc thì chúng ta đã biết hết rồi, mà nói về ẩm thực không biết các bạn đã được nghe bác Khê nói về ẩm thực Việt Nam chưa, chứ còn lúc đó tôi thấy tây nó cảm thấy vô cùng là hấp dẫn. Cho nên là đó là một cái câu chuyện mà gắn bó cá nhân tôi với thầy Khê. Cái ý về bảo vật quốc gia thì khi nãy tôi trả lời phỏng vấn, tôi cũng đã dùng một cái hình tượng như thế. Tôi nghĩ cái ý thức đó và cái đề nghị của Tổng lãnh sự Lê Thành Ân tôi cho là rất là đúng. Thì tôi rất mong là sẽ có những mạnh thường quân, những nhà nghiên cứu, những nhà tổ chức và chính quyền lắng nghe để tổ chức cái việc là làm một cái bộ sưu tầm tất cả những cái lời dạy và những cái gọi là tác phẩm giới thiệu của thầy Khê. Đó là một cái mong muốn chúng ta có lẽ và có lẽ một cái cam kết, mỗi người một tay ở vị trí khác nhau chúng ta nên. Thưa thầy, con không muốn đánh lại những cái bài mà thầy đã được nghe.
Ngày hôm nay chắc là con sẽ gửi đến thầy một món quà, là con sẽ đánh bất cứ bài nào thầy thích. Hey, I'm very happy to be here to celebrate the birthday of my professor Jamakhan. Yesterday we had a show to present the Vietnamese traditional musical instrument đàn trăm, zither, sitting string zither. So tonight I don't want to play the same song again. So I want to share the happy with my professor and with the song, whatever song you want. Thưa quý vị, không có cái gì vui sướng cho mình. Không có gì vui sướng cho mình mà được một người vô sinh học trò nhỏ nói một câu hết sức là dễ thương. Thì thật ra tôi biết Hải Phượng từ lâu, từ một mái tuổi tới bây giờ. Mà bây giờ Hải Phượng nó lớn lên rồi, thì tài nghệ đã ra xa hơn của tưởng tượng. Mà hôm nay anh cháu nói đồng cái bài gì thích, bây giờ thầy cũng có nghĩ rằng bài đọc thầy thích, bởi vì thầy cũng thích được cả nhiều món. Khi mà có một chuyện thầy cũng nói với con, thì bây giờ nếu mà được thì bây giờ con tương tác đến tối với thầy, thầy sẽ ngâm thơ theo cái điệu chẳng hạn như điệu quán, thì con tương tác đến tối theo điệu quán, rồi thầy tương tác đến tối theo cái điệu mà cảm hứng của thầy. Con đi theo thầy, hai thầy trò mình gặp nhau và là tổ hức, chứ còn không phải lần của bạn chị nhất định mới được. Lần bạn chị lần thì con có duyên bạn, có duyên bạn. My children told me that she would like to play the tunes I like the best, but I know her since her childhood and since 7 years old up to the present time. And I have listened to several pieces. I like them all. But I would like to propose to today an improvisation between us. An improvisation in the different kind of the mode in Vietnamese, and for myself by declaiming a certain poem, and she accompanied me, and we improvise melodically and musically. Bây giờ thầy sẽ ngâm một bài thơ. Trước hết là bài thơ của người Trung Quốc để mà ngâm theo thời quán. Và bài thơ của Thôi Hộ, là khi mà đi qua cái đường đào, xem thấy bông đào đẹp quá thì là cái sông thêm giết cái bông đường đào. Thì trong khi đó trong những người được biến đường đào, mà gặp được một cô thiếu nữ rất xinh đẹp pha trà cho mình uống. Năm sau khi trở lại, cũng biết đường đào, qua đào còn đó mà chủ thiếu nữ không có. Tôi nói cho nên tôi hổ giết trên giáo trường bốn câu đọc theo như hát đẹp như thế này: khứ niên kim nhật thử môn trung, năm ngoái ngày này ở trong cửa này, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, một cái mảnh cũng người đẹp và bông hoa đào cùng so sánh cánh kim đào hồng với nhau. Nhân diện bốc tri hà xứ hứ, cái mặt người đẹp hôm nay không biết đi đâu, đào qua đi dụ dưới đông con, tức là cũng qua đào đó, nhớ lại những xương cười những vô đông sẽ tới. Thì thành ra tôi ngâm theo cái điệu quán, và theo cái điệu quán của tôi kiếm ra một hồi thành tới cái nội ra những điệu quán mà nó diễn vô trong âm nhạc của các Việt Nam. Cái đó không biết tôi đi như thế nào, đi này xin các bạn nghe hiểu. Và có lẽ bạn tôi là cái người hiểu biết là giáo sư Kim Mã Mùi, tôi cũng đã từng bạn tôi, mà cái đó là hai anh em bạn như bạn về bạn lớp phụ cao niên với nhau, cũng trẻ như nhau, mà chưa phải là nhận. Bây giờ now I would like to present a poem, and a poem written by a Chinese poet of
the Tang Dynasty. When he went to visit a garden in which there were peach flower, peach tree flowers, and when he went to visit them, there was a young lady offering him tea. But the next year, and when he came again, and he could see the flowers, but the young lady is not there. And he wrote on the wall, and last year, day by day, under the gate, this place gate, the face of the beautiful ladies and these green flowers are as fresh one after the other. But today, we don't know where is the beautiful face, only the flower of the peach tree, remembering the past, is smiling to the wind coming from the east. And I'm improvising in the one water. It is a water from the Cantonese. Thank you.
It's so beautiful, isn't it? Thật là tuyệt vời, phải không thưa quý vị? Đây là một sự kết hợp rất là hay. Do you understand what he said? What he said? Yeah. Oh, wow. What he sang is I don't even understand, but the music is so nice. And now it's the performance of Kim Hai. She's a Miss FPT 2001. She will sing some prayer song. Và thưa quý vị, sau đây là phần trình diễn của cô Kim Hải. Cô là hoa hậu của công ty FPT năm 2000. Cô là hoa hậu của công ty FPT năm 2011. Cô Kim Hải sẽ hát chầu văn và hy vọng là khi cô hát các bản chầu văn này thì sẽ không có một màn nào lên đồng ở đây. Thưa quý vị, ở phần trình bày của cô Kim Hải sẽ có sự tham dự của Vũ Huy Dự, Đàn Nguyệt và cô Nguyễn Nghiêm Thị Hoa trống. Xin mời cô Kim Hải. Trong lúc nghệ sĩ chuẩn bị thì Tina xin nói thêm một chút là đây là một món quà đặc biệt. Tại anh Tina là anh Thái Hòa vừa rồi có chấm thi Hoa hậu FPT. Và bữa nay đây là một cái món quà surprise của công ty FPT. Và em xin mời có chị Thanh, một công ty FPT, mời chị lên nói vài lời với giáo sư Trần Văn Khê. Chị Thanh đại diện bên phó tổng giám đốc bên công ty FPT có một món quà đặc biệt về nhạc chầu văn do em Kim Hải. Em Kim Hải là một programmer, tức là một người kỹ sư, nhưng mà chỉ học hát chầu văn đúng một ngày để đi thi Hoa hậu và em đã đoạt được giải Hoa hậu FPT. Xin mời chị Văn, chị Thanh. Hôm nay thật là một đêm tuyệt vời cho thế hệ trẻ chúng tôi được thank you.
a long song, right? And do you think that with her beauty and with her voice and her good memory, should she stay in FPT? What do you think? I wonder why she is still in FPT. What's an FPT? What's not enough? What does that mean? FPT is the most successful company in Vietnam in telecommunication. Thưa quý vị, là thật ra tôi ngạc nhiên là nghe nói học trong thời gian rất ngắn mà hát được như thế thì tôi thấy thú vị lắm. Mà quý vị biết cái chầu văn là một cái nghệ thuật rất cao, và ngày nào mà tăng những cao thôi mà lại tăng mạnh thì phải đúng như cái phong cách mới được. Là bởi vì theo tứ phủ thì tất cả có một cái thiên phủ, tức là khi là trên trời cao đỏ, mà địa phủ là cao vàng, và thủy thì là cao trắng, mà khi là chúa thượng ngàn thì là mặc áo xanh này. Cái bài này đó là cái bài bỗng nhiên là cái bài tôi nghe bài sát của phú thượng ngàn mà lại mặc áo xanh, mà để cái người đến đóng trên chiên nó đúng theo phong cách mà tiến được là đừng miệng được vậy. Thì điều đó tôi thấy rằng trong tất cả những cái nghệ thuật của chúng ta sợ mất, mà nếu có những người như vậy gìn giữ và truyền lại đời sau thì có thể nó còn những cái sắc đẹp đó, những con người đẹp đó, những cái tiếng giọng hát đó có thể cháu chúc để làm cho những người bao nhiêu người khác đi theo thích chầu văn, mà không phải coi cái này như là một cái sự là mê tín, mà đây là một việc sinh hoạt gì văn hóa, trong đó có hát, có múa, có nhạc, có trang phục, có lễ nghi. Điều đó là một điều sinh hoạt quá toàn diện và rất là thú vị. And would like to say that I'm very much surprised to know that since very short time she's able to sing. And she sings not only in the right way, but she's wearing a tunic in the right way too. Because there are four kinds. For the red is for the sky, and for the water is a white color. And the earth could be the yellow, but it is the forest of Thượng Ngàn, it is for the green. And she's very in the green, she's a old movement like that. And I'm so sorry, I would like to introduce her, because since a short time she said things are something very particular and very interesting and very sophisticated in our traditional music. And she, in that case, she encouraged all the people come back to our tradition. So in that case, I'm confident that the Vietnamese tradition is still living and thriving. Thank you. Thank you, Kim Hải. Thank you, Kim Dương. Thank you, Tô Toan. Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là một phần trình diễn của cô Vân Ánh. Cô Vân Ánh là người đoạt giải nhất của cuộc thi đàn tranh toàn quốc lần thứ hai. Cô Vân Ánh sẽ trình bày chúng ta một bài độc tấu có tên là Bình Hoa Đào. Ladies and gentlemen, now is the performance of Miss Vân Ánh. She's the top prize of the national theater the second time in Vietnam. And she will play the theater with the song The Cherry Blossom Song. Please give her a big hand. Và cũng hy vọng là đây là một cái
chuyên nghiệp giảng viên thầy, bởi vì thầy là một người không những là có rất là nhiều kinh nghiệm trong âm nhạc, kiến thức trong âm nhạc, nhưng mà trong cuộc sống cũng là một người đã đi một quãng đường rất dài, mà con nghĩ rằng là bây giờ con chỉ có tập chưa đến một nửa quãng đường của thầy, nên là con có thể chia sẻ một số những cái suy nghĩ và tình cảm trong bài nhạc này thì con cũng muốn chia sẻ cùng với cả thầy của cô các chú các chị một suy nghĩ khi mà con nhận thấy ra là trong tâm hồn của con người của con là có cái thiện và cái ác, con muốn có những cái ước mong mà thật ra có thể là một con người bình thường nhưng mà không nên có, nhưng mà con cũng nghĩ rằng là con cũng chỉ là một người bình thường thôi, cho nên là cái đó nó sẽ vẫn là không để bản thân con, đó sẽ là trong con người của con. Làm sao mà con phải điều hòa nó được, cân bằng giữa hai cái. Và con nghĩ rằng là cũng phải có cái thiện thì mới mình biết là cái ác như thế nào, nhưng mà có cái ác thì mình cũng có cái thiện như thế nào. Thì con xin được thầy và mình có. It is my honor tonight to be here. I just got back here 2 weeks ago, and I'm very honored to be just play a song to Bác Trần Văn Khê. And tonight I want to share a song that my song with a name that is supports that I one day find out that my side and be myself. I have both guitar and background. And I think I just have to live with it because, you know, I am a normal person. I have desire and I, many things that I want to do. But I think that I just have to try to balance everything. So I also think that a good guy will inside me will let me know that what is the bad guy is. And so they have to live together. And it's me. And the reason that I want to share this song tonight because Bác Trần Văn Khê is a great man with I would say that a vault or an archive of music knowledge as well as life experiences. I still now not have his way that I think I can maybe share some experience in life and also music with Bác Khê. Trong khi cô nói về chuyện gia đình thì Tina cũng xin nói cô là rất vinh hạnh là Tina được quen biết với chị Hải Phượng. She formed the conservatory from the South of Vietnam. And she formed the North of Vietnam. She was one of my friends, and tonight, like, we're very happy to be here to celebrate the birthday. And also, when she came to the U.S., her music, she composed, she went a lot of records called the one around the world, too. That's why you can see the two styles. Like, Hai Phuong, she went like traditional music the way she played, and the way she composed one and totally on the modern side. Mương Thắng là học ở trường Quốc gia âm nhạc ở Hà Nội, còn chị Hai Phuong học ở Quốc gia âm nhạc ở thành phố. Thì Mương Thắng đàn theo kiểu rất là hiện đại. Và chị Hải Phượng đang có thể cho chúng tôi có thể
What do you think? It's nice, eh? I don't know what to say. Professor, what do you think about this? About this of music? Tôi đã nghe Diêm Khánh từ nhỏ và tôi đã biết Diêm Khánh được cái giải nhất năm 1995 và từ đó tới bây giờ thì con đường Diêm Khánh đã đi xa, đi rất xa và không phải đem tiếng nhạc Việt Nam ở tại đất nước Việt Nam làm cho giàu cho đất nước thêm mà còn muốn đem cái nhạc Việt Nam đi ra rộng khắp năm châu và góp mặt cho tất cả các nước khác. Và trong khi đó là Diêm Khánh đã làm dễ dàng cho truyền thống Việt Nam, chứng tỏ ra rằng cái bình tranh có nhiều cái khả năng. Bởi vì cái bài này viết theo kêu anh nào đó là thăng âm của nhịp bổn theo lẽ phải đường trên cái đường cô tô một chút vững chắc của người kia, nhưng mà với cái tiếng đường tranh dân đánh đời thì không có thể nào nói là thua cái đường cô tô, thì điều đó là làm cho điều chúng tôi rất hãnh diện. We are very proud because not only she can keep our tradition, because I know her since a very long time, and I know and remember that in 1995, she was the first young player of the Dan, and owned it for the whole country. And I did think that since in so little time, she can improve the playing of the Dan in such a way that now the Dan can be used to play all the kind of music. Not only about the modern music and contemporary music, but when she plays the mandao, it is only the Japanese scale, and this piece is used to be played on the Japanese koto, and I'm very proud to have such many Vietnamese young musicians, and not only playing Vietnamese music, but can improve and can take part and take part in the contemporary music and other books. Thank you very much. Cảm ơn bậc thánh rất nhiều. Thank you so much. Và thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là một nhạc phẩm cổ nhạc của miền Nam do nhóm nhạc gọi là Tài Tử Cải Lương với anh Huỳnh Khôi Đàn Nguyệt. Huỳnh Khải, I need to change my glasses. I can not see anymore. This is too hot in here. I cannot concentrate. Anh Minh Thành đàn nhị, chị Hải Phượng đàn tranh và chị Hà Thu sẽ là người hát nhạc phẩm này. Đó là bản gì hả chị Thu? Dạ, cổ Hoài Lan. And now is the very first song of vọng cổ in the south of Vietnam with the group called Tài Tử Cải Lương. Please give them big hand, please. Tina cũng xin giới thiệu thêm, ở đây là anh Huỳnh Khải, là hiện đang là trưởng khoa dân tộc của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. He is the head of the conservatory of the traditional department, and his wife cô Hà Thu là vợ của anh Huỳnh Khải. Tiếp tới chị Hải Phượng, mình được nghe chị Hải Phượng đàn rồi. Anh Minh Thành là đàn nhị. Các anh chị này là những giảng viên trẻ ở trường quốc gia trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ. Xin chào thầy cùng tất cả các con theo em ăn tiền. Thank you.
tơ là tơ phu tơ bao kiếp sanh phóng lần đàn giàu ra lúc trong tình nhàn năm tâm mơ màng em luôn trong tình nhàn ôi gan vàng quặng
giờ dám thương người. Sao anh không nên yêu nhau là gì lầy lội bước chân. Hôm qua về thơ thần nhớ thương, trầu không nặng gánh mà nặng tình. Trải bước chân quen.